Cậu chủ, và đây là thằng Phiến cháu tôi. Nó vẫn còn độc thân. Ông chủ cho phép tôi đưa nó về đây để phụ giúp tôi về cây trồng và chăm sóc người làm công ở đây. Lúc nãy ông chủ có gọi điện cho tôi, dặn chú cháu tôi phải là chăm sóc cậu chu đáo và cẩn thận. Trang trại mới mở rộng, không có phụ nữ giúp gì nội trợ hay sao? Dạ thưa cậu, chưa. Chú cháu tôi tự biên tự diễn cũng khéo tay lắm. À dạ, có sẵn cháo gà nấu sẵn ở trong bếp á, mời cậu xuống ăn một miếng cháo cho nóng. Cho tôi ly rượu giải sầu thì được. Dạ thưa cậu, tụi tôi không được phép uống rượu, nhưng có sẵn rượu ở trong tủ á, cậu thích á thì cứ lấy. Ừ. Dạ, đi ra ngoài làm việc đi con. Đi. Dạ mời cậu. Hai người cứ ăn đi, để tôi tự nhiên. Tôi là Thiên Phúc, cứ gọi tên cho thân mời. Cậu, rượu này mạnh lắm. Càng mạnh càng tốt chú Tư à. Cái thằng, ngồi xuống đi. Anh phản ứng như vậy là đúng rồi, đừng có la anh. Anh ngồi đi. Người ngờm của con như vậy làm sao mà không khiến người khác thất kinh hả chú? Cũng may á, Lạc Phúc đi trước một bước. Nếu không thì... Tôi cũng muốn con Tuệ Thương á, nó biết chuyện này càng sớm càng tốt, để vợ chồng mình á có cơ hội nhận thần Thiên Ân làm đứa cháu đích tôn. Chứ giấu giếm chuyện này hết ngày này qua ngày khác, tôi thấy mệt mỏi quá. Ý, đâu có được bà chủ. Trời ơi, nếu mà mợ Thương mở biết mọi người lừa dối mở đó hả, là sốc chịu không nổi đâu. Cái chị này, chị Hiền nói phải đó. Cái gì cũng phải từ từ. Bây giờ mà mình hành động nông nổi á, sẽ làm hại ba đứa. Bảo Long nó thiệt thòi nhiều rồi, giờ nó cần có hạnh phúc. Thằng Bảo Long nó có hạnh phúc, rồi còn Thiên Phúc, con mình thì sao? Tất cả vì ai mà có kết quả như thế này? Một người đau khổ, hai người thương tâm, bà chưa vừa lòng hay sao? Giờ bà muốn đẩy tất cả vào bi đát nữa. Bà ích kỷ vừa thôi. Còn chị nữa, nhìn tôi cái gì? Xuống bếp làm chuyện của chị đi. Ăn đi, chú với anh ăn đi. Ừ. Dạ. Anh Phiến nói vậy có gì sai đâu. Người ngợm của tôi như vậy có thể không làm người khác thất kinh thì mới sợ chứ. Cậu ăn thêm miếng nữa đi, gà vừa ngon lắm cậu. Tôi chỉ cần rượu thôi, chú Tư với anh cứ ăn bình thường đi. Tâm trạng của mình càng ngày càng tồi tệ. Làm sao thoát khỏi đây? Khi cố quên là khi lòng càng nhớ thêm. Nghe nói rồi.
Bảo Long, anh đã làm cho em phải đau khổ quá nhiều. Anh không công bằng với em, và ngay cả với chính bản thân anh. Anh có thể lừa dối ai, không thể lừa dối được trái tim em đâu. Thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi, đúng không Tuệ Thương? Chỉ cần em cho anh một vị trí trong tim, thì dù có dành cả đời để đợi em, anh cũng sẽ làm. Bảo Long, cảnh ấy đây đẹp quá. Tôi mới ở đây có một tuần à, mà bây giờ đi về tôi thấy lưu luyến sao á. Anh nhớ cảnh hay là nhớ người? Bí mật của tôi đó, chỉ có một mình em biết thôi, để lộ ra là chết đó. Tôi hiểu cái cảm giác của anh lúc này mà, anh yên tâm đi. Tôi nghĩ chắc chắn anh đã có quá trình kinh nghiệm trong cái si cô nàng nào rồi phải không? Giờ anh mới tâm lý như vậy á. Thôi, dù sao tôi cũng cảm ơn anh đã hứa giữ bí mật cho tôi. Giờ tôi xuống trang trại xem Thiên Phúc sao đã. Dạ. Chiều bao lâu về, nhớ nó nói điện thoại cho tôi. Dạ, mà sao ông chủ không đem bà chủ theo? Tinh thần của Thập Phúc chưa ổn định, tránh mặt mà được ngày nào á thì đỡ đau lòng ngày đó. Vậy thì ở dưới đó cậu Phúc có ai chăm sóc không ông? Bà đừng lo, ở dưới công Tư với Thập Phiến á là phụ chính rồi. Điều tôi lo nhất bây giờ á là Thập Phúc á, nó sai xỉn bê tha từ tối tới sáng, mệt lắm. Trời ơi, nếu vậy ông phải đưa cậu Phúc vô trại cai rượu ông ha. Nếu có trại đó, tôi đưa nó vô lâu rồi, thì tôi cũng rầu hết sức, nhưng cũng dạ, không biết làm sao nữa. Mới về. Ủa, bà chủ. Chị, ai đi mà chạy đóng cửa vậy? Ông mới đi xuống trang trại thăm cậu Phúc rồi. Mà bà chủ mua gì nhiều quá chừng vậy? Trời ơi, nhà mình thức ăn còn nhóc ở trong tủ lạnh á. Tôi mua cái này để đem xuống cho thằng Phúc. Vậy mà cái ông là ông đi mà không nói gì hết trơn à? Cái ông này kỳ quá. Nghĩ cũng tội nghiệp bà chủ. Dù cho bây giờ có làm đủ mọi cách, cũng không thể lấy lại những gì đã mất. Alo, bà xuống đây làm gì? Con chỉ muốn ở một mình thôi. Bà xuống coi khu trang trại á, có hoàn tất theo ý của ba chưa? Luôn tiện á, bà đem một số đồ dùng cần thiết cho con luôn. Con không cần gì hết, con chỉ cần được yên tĩnh và xa lánh mọi người. Nếu được á, bà nói hai chú cháu chú Tư đi luôn đi. Thiên Phúc, con quá đáng vừa thôi. Sao lúc nào con cũng làm cho người khác bất an vậy? Đến bao giờ con mới thôi lòng khổ người khác đây? Anh đã về rồi đây. Hai mẹ con có khỏe không? Anh về rồi hả?
Sao em buồn hiu vậy? Anh đã làm điều gì phật ý em sao tuổi thư? Không có gì đâu anh. Tôi thương à. Em đau đã bỏ lòng. Anh xin lỗi. Anh chỉ muốn hỏi tại sao em lại lạnh lùng với anh như vậy? Anh có làm gì sai đâu. Em đã nói là không có gì mà. Em chỉ muốn được yên tĩnh thôi. Sao tự nhiên em lại thay đổi đột ngột vậy tuổi thương? Anh không hiểu gì hết á. Tuổi thương à, nếu có gì đó em cứ việc nói thẳng cho anh biết đi. Anh đủ sức chịu đựng tất cả mà. Nhưng mà em đừng có lạnh lùng với anh như vậy, anh chịu không nổi đâu. Cậu uống nước đi. Duy Sen à. Dạ. Có lẽ tôi phải ra đi thôi. Tôi đã quá mệt mỏi vì phải sống cái cảnh này rồi Duy Sen à. Mợ thương lại làm cho cậu buồn phải không? Vậy mà hôm bữa lên đoàn cậu về á, Duy đừng có nói thêm gì nữa hết. Tôi hiểu vai trò của tôi trong màn kịch này mà. Tất cả là do tôi ngộ nhận Dì Sen à. Tôi không trách ai hết á. Alo, cậu Phúc hả? Không biết cậu Long với mợ thương có chuyện gì xảy ra mà bây giờ cậu đòi bỏ nhà cậu đi luôn kìa. Bây giờ anh Long đang ở đâu? Anh có ở nhà không? Dạ có. Đang đau khổ vật vã ngồi ở ngoài xích đu kìa. Được rồi, chị cứ máy đi, tôi sẽ gọi cho anh Long. Cậu này chưa nói hết cúp máy rồi gì mà nóng dữ vậy không biết nữa. Chàng ơi, điện thoại reng quá chừng kìa. Có điện thoại kìa cậu, điện thoại của cậu reo kìa. Anh nghe đây, anh không được phép bỏ cuộc. Hãy cho tụi thương thêm một thời gian nữa đi, để cô ấy có thể quên hẳn được em. Nếu cần á, em sẽ biến mất vĩnh viễn ra khỏi cuộc đời này, để anh và tụi thương được hạnh phúc. Anh nói gì đến Long?
anh cũng đang muốn biến khỏi cuộc đời này đây Thiên Phúc. Anh Long, anh đã hứa với em là không bao giờ bỏ rơi mẹ con Tuệ Thương rồi mà. Hãy vì em, được không anh Bảo Long? Anh tắt máy đi, anh không còn tâm trí để nói chuyện này nữa. Anh đang muốn nghỉ ngơi một chút. Dạ, chào cô chủ. Dạ, chào cô chủ. Cậu ra đây là hay quá. Buổi sáng cậu ra đây là tốt lắm đó. Đó, cậu tỉa gì nè. Dạ, vậy là được rồi cậu. Thiên Phúc, ba sẽ giao trang trại này lại cho con. Ba thấy con có khả năng. Dạ, con chỉ hứng thú nhất thời nên tham gia với mọi người thôi, chứ con có khả năng gì đâu. Ba chỉ cần con hứng thú là đủ rồi. Ba đừng để ý tới con. Ba sẽ để cho con tự do, con cứ làm những gì con thích. Trang trại này sẽ là của con đó. Chuyện đó không cần thiết đâu ba. Ba, bây giờ ba lo chuyện anh Long và Tuệ Thương giùm con đi. Giữa họ đang có vấn đề nghiêm trọng. Con đoán Tuệ Thương vẫn nghi ngờ con vẫn còn sống. Được, ba sẽ giải quyết chuyện này cho con. Có con ở đây thì ba yên tâm mà lo công việc làm ăn mới của ba ở Sài Gòn. Ba tỉnh nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi luôn đi. Nguồn kinh tế của ba cũng ổn định mà. Mà thôi, ba muốn bắt đầu công việc làm ăn mới của ba cũng được. Này ba, khi nào ba xuống đây á, ba mang cho con mấy tấm hình của Thiên Ân nha. Con nhớ thằng nhỏ quá. Ừ, có điều kiện á, ba sẽ đưa Thiên Ân xuống đây chơi với con. Bây giờ á, con vô lai ra với ba già chung trụ đế đi. Lâu lắm rồi á, cha con mình không có uống với nhau, đúng không? Dạ. Vô con. Chú Tư, tranh thủ rồi vô lai ra với cha con tôi nha. Dạ dạ. Để anh sấy tóc cho em nha. Thiên Ngân ngoan, Thiên Ngân ngoan, đến đi con. Con ngoan nha. Để anh lau tóc cho em nha. Em tự làm được mà. Khuya rồi, em để tóc ướt dễ bị nhức đầu lắm. Em nói đi, anh đã làm sai điều gì? Anh không có sai. Vậy thì tại sao? Từ lúc anh trở về,
Em luôn tìm cách tránh né anh. Em không muốn nhìn thấy anh nữa đúng không? Nếu vậy thì... Không có chuyện gì hết. Chẳng qua là thời gian này em muốn ở một mình thôi. Thực sự mong anh thông cảm cho em. Có phải em đang giấu anh chuyện gì phải không? Em luôn có cảm giác anh Thiện Phúc đang còn sống. Ngày nào em cũng luôn có cảm giác như vậy bao lâu mà. Tôi thương à. Chắc có lẽ vì em quá yêu Thiên Phúc nên em chưa thể chấp nhận sự thật. Dần dần em sẽ quen với mọi thứ. Em tin anh đi. Thiên Phúc đã không còn. Không còn có mặt trên cõi đời này. Ông ơi, phòng thằng Thiên Phúc ở đâu vậy? Ở đằng sau đó. Nhưng thôi, bà đừng phá rối sự yên tĩnh của nó. Tới giờ này mà thằng Thiên Phúc vẫn còn vật vã vì con Tuệ Thương. Hay mình đề nghị Bảo Long trả mẹ con Tuệ Thương cho Thiên Phúc đi ông? Làm như vậy thì tội nghiệp cho Bảo Long. Nó yêu thương mẹ con Tệ Thương không thua kém gì Thiên Phúc đâu. Nhưng thằng Phúc còn có đứa con ruột nữa. Suy cho cùng Tệ Thương thuộc về thằng Thiên Phúc con mình mới phải chứ. Nếu ông không dám nói thì để tôi nói chuyện này. Thú thiệt, mỗi lỗi lầm đều do tôi gây nên. Nếu má muốn con sống được thì đừng có bày thêm trò nữa. Nhưng má không nỡ nhìn thấy con đau khổ hoài như vậy được. Con còn đau khổ hết cuộc đời này, không phải chỉ bao nhiêu đó đâu thôi má. Má thấy con Tuệ Thương không thể quên con. Hay là hai đứa con về với nhau đi, để Thiên Ân nó có đủ cha lẫn mẹ. Nhưng bây giờ con đã thành một con ma rồi. Má có hiểu không hả má? Má đừng làm bất cứ điều gì vì một người đã chết với con nữa. Phúc à, con hãy cho má một cơ hội chuộc lại lỗi lầm đi con. Con không có quyền quyết định đâu. Phúc à, má sẽ nói chuyện với Bảo Long. Trước khi nói, má lo hậu sự cho con luôn đi. Phúc. 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 Con nó không muốn thì thôi. Bà đừng nói những lời vô ích nữa. Trời ơi cậu, thằng nhỏ khóc quá trời à, mà mở đi đâu mất tiêu rồi. Ôi, ngoan ngoan nghe con, ngoan nha. Mẹ Thương chắc đi mua sữa cho con rồi đó. Con trai mà khóc nhẹ thì xấu lắm đó nha. Giỏi, nín đi con, giỏi nha. Bà Thương nè. Ủa cậu, nín đi con. Cậu đi làm về xong lên phòng nghỉ ngơi mà ngồi ở đây. Ngồi ở ngoài này tôi thấy dễ chịu hơn. Tình hình giữa cậu và mợ vẫn căng thẳng phải không cậu? Tôi chẳng hiểu sao Tuệ Thương lại đối xử với tôi như vậy.
Cô ấy thậm chí chẳng muốn nhìn mặt tôi nữa. Tôi thấy tôi bị bỏ rơi. Không biết đến bao giờ mọi chuyện mới kết thúc êm xuôi. Cậu và cậu Phúc ai cũng thấy thương hết. Tôi cầu mong cho hai cậu được hạnh phúc. Cậu Long à, cậu ráng chờ thêm một thời gian nữa. Mợ Thương bình tâm lại. Dù sao hai người cũng đã kết hôn rồi. Mà Thiên Ân á, là con trai của cậu trong giấy khai sinh rồi. Trong mắt mọi người, tôi đang rất là hạnh phúc. Có vợ đẹp, con ngoan. Nhưng có ai hiểu được hoàn cảnh của tôi đâu. Những việc đó mọi người trong nhà này đều hiểu cậu hết. Cậu đừng có bi quan. Rồi sẽ có ngày Mợ Thương đáp lại tình cảm của cậu. Bây giờ ba bồng Thiên Ân đi chơi nha. Rồi ơi. Đi chơi với ba nha. Đưa con cho em. Con của mẹ ở nhà có ngoan không nè? Mợ Thương, tôi hỏi mợ nè, sao mợ đối xử tàn nhẫn với cậu Long như vậy? Mợ không có tình á thì cũng phải có chút nghĩa chứ. Dì Sen, có chuyện gì vậy? Tôi nói mợ hiểu nè, mợ đang làm tổn thương cậu Long đó. Thái độ lạnh nhạt của mợ đã khiến cậu phải bỏ đi, cơm nước chưa kịp ăn nữa. Mợ xét lại mình coi có quá đáng hay không. Nhưng mà con đâu có nói gì ảnh đâu gì. Sự im lặng của mợ đó có thể giết người đó. Tôi là người ăn cái ở trong nhà mà tôi còn tức muốn khùng luôn nè. Bảo Long à, em xin lỗi. Em biết làm sao bây giờ, khi trái tim của em chỉ có thể dành cho một người. Tại sao mọi người không chịu hiểu cho em chứ? Nếu mà bây giờ em chăm sóc anh thì đồng nghĩa với việc tương lai em sẽ làm tổn thương anh. Thì em biết được rằng trong tim em
không một phút nào em quên được Tiên Phúc hết. Chưa một phút nào Bảo Long mà, chưa một phút nào. Ở nhà có chuyện gì sao em? Anh ăn cơm chưa? Anh ăn rồi. Có chuyện gì không em? Bảo Long à, anh đang giận em phải không? Không, anh chỉ thấy hụt hẫng. Xin lỗi. Tuệ Thương à, kể từ hôm nay anh sẽ không về nhà nữa. Em lo chăm sóc con cẩn thận nha. Đừng để Thiên Ân trong phòng một mình, tội nghiệp con lắm. Em nhớ mở máy lạnh sôi vào giữa thôi, không thôi con nó bị viêm phổi. Em nhớ chưa? Thôi em ngủ sớm đi, anh tắt máy đây. Alo, chú nghe đây. Ở nhà có chuyện gì vậy cháu? À, dạ, mọi việc ở nhà vẫn bình thường chú. À, sáng mai mấy giờ chú Thím về? Về làm gì cháu? Chú mới đưa Thím xuống đây, tính nghỉ dưỡng ít ngày. À, ngày mốt là ngày giỗ đầu của anh Phúc. Con tính làm cho ảnh một mâm cơm canh. À, chú bận nhiều việc quá nên quên mất. Thôi được, để chú bàn lại với Thím, rồi có gì chú gọi lại cho cháu. Dạ. Ông, ở nhà có chuyện gì hay sao á mà nhìn mặt ông có vẻ căng thẳng dữ vậy? Con Tệ Thương á nhắc mình làm đám giỗ cho thằng Phúc. Không được, chuyện này tôi không đồng ý. Lúc trước đã làm đám ma giả một lần rồi, bây giờ lại làm đám giỗ nữa. Không phải là trụ con tôi chết sớm hay sao? Nhưng với Tệ Thương á thì thằng Phúc đã chết rồi. Mình không làm đám giỗ á thì nó sẽ sinh nghi. Mà tôi có cảm giác á, con nhỏ bắt đầu nghi ngờ. Nghi ngờ gì? Kệ nó, tôi không quan tâm. Mấy cái chuyện cúng bái á là phạm tới thần thánh. Tôi nói cho ông biết nha, tôi tuyệt đối không chấp nhận đâu. Ông gọi điện thoại cho con Tuệ Thương đi, nói với nó dẹp ba cái chuyện làm đám giỗ đi. Đã là vợ của thằng Bảo Long rồi thì đừng có nhớ tới chuyện của thằng Phúc nữa. Ông điện cho nó giùm tôi đi. Con, ba má nói chuyện gì lớn tiếng quá vậy? Có liên quan tới Tuệ Thương đúng không? Má đang bực bội con Tuệ Thương đây nè. Nó vừa điện thoại á nhắc ba con, nó trở sẽ làm đám giỗ cho con đó. Tuệ Thương có tình có nghĩa con vậy, má phải vui mừng chứ, tại sao má cứ cằn nhằn vậy? Nhưng mà con còn sống sờ sờ ở đây, dỗ quải cái gì biết nữa, má không thể làm được. Vậy chứ bây giờ ba má muốn con chết đi rồi làm đám giỗ cho con khỏi ai nái đúng không? Được rồi.
Con. Trời Phúc. Chết cho ba má tôi. Đừng làm cho con. Phúc. Phúc. Chết đi cho rồi. Con sống làm gì nữa. Phúc ơi, má nằm nghỉ con. Phúc. Con ngồi xuống đây. Phúc ơi, con đừng làm vậy. Ngồi đi con. Phúc, ngồi xuống đây. Đừng làm vậy con. Bình tĩnh đi con. Ba má muốn con còn chút niềm vui để sống thì ngày mai ba má phải về thành phố làm đám giỗ cho con. Có như vậy đời thương mới tin là con không còn trên đời này nữa, gỗ mới bình tâm được. Thôi được rồi, để ngày mai á ba về Sài Gòn ba sẽ làm theo ý của con. Bây giờ á con đi nghỉ đi con. Đi đi. Đi đi con. Đi đi con. Thưa chú, đừng bỏ cuộc như vậy. Hãy cho con nhỏ có thời gian. Làm dỗ Thiên Phúc xong, chú sẽ nói chuyện với Tệ Thương. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được đâu chú à. Cháu vô đưa Tệ Thương về đi, nó trỏng cũng lâu rồi. Dạ. Chú về đây. Đã xong hết rồi, em cũng cần phải nghỉ ngơi nữa đó. Anh tới lúc nào vậy? Thiên Ân đâu rồi anh? Anh mới tới. Chú Thiến đưa Thiên Ân về nhà trước rồi. Con nó buồn ngủ, bức rứt nên khóc hoài, nhìn tội lắm. Anh đã hết giận em chưa? Chưa khi nào anh giận em điều gì hết. Cảm ơn anh. Tôi thương.
Cẩn thận em. Mấy ngày qua anh đi vắng, em mới biết được em và Thiên Ân rất cần có anh. Thôi, em đừng có suy nghĩ gì nữa. Anh sẽ không phải làm em khó xử đâu. Chỉ cần em biết một điều duy nhất, anh yêu em là đủ rồi. Lời hứa một năm, mình về đi em. Thank you.